Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Trong video này thì mình sẽ review cho anh em một tựa game mới ra mắt ngày hôm nay của nhà phát hành VTC, đó chính là Vô Địch Tu Tiên Giới. Để xem bao nhiêu môn phái này, 1, 2, 3, 4, 5. Môn phái đầu tiên mà mình nhìn thấy đây là Tula. Ồ, đồ họa đây 3D, phong cách chibi một tí anh em ạ. Ồ, hay hay hay. Để mình xem là ban đầu này. Ở đây là về sau à? Về sau thì ngoại hình sẽ thay đổi như thế này nha. Wow, bạn nào mà yêu thích nhân vật theo kiểu Lolita thứ chơi môn phái này cũng được đấy. Tiếp theo là Linh Tiên Môn. Ồ, môn phái này cầm cung thủ này. Ủa, nãy sao lại có một anh gì đứng đằng sau kiểu là hộ pháp nữa nhỉ? To thế. Về sau như thế nào nào? Ái chà, càng nghe. Tiếp theo là môn phái Địa Tăng, xem ngoại hình ra làm sao đây. Rồi luôn, anh Zai này thì nhưng mà mấy môn phái ở đây thì mình nhìn thấy đều kiểu là chibi kiểu nhỏ nhỏ nha, chứ không phải là style trưởng thành. Về sau xem như thế nào. Ủa, về sau áo ấy dùng thuốc mọc tóc à, kích thích mọc tóc này, sao tinh dầu bưởi mọc ác này, càng đét nhỉ, không đẹp trai hơn đấy. Kiếm tông ra nào, kiếm tông rồi, nhiều kiếm dã man, tóc ngắn, ai xảy sai phát. Ok, ui dồi, kiếm to thế. Rồi luôn. Hơi lỏng ngoằng nha, trông hơi yểu điệu thục nữ tí anh em ạ. Ui chào ôi. Để mình xem quả skin này như thế nào. Đấy, ít ra nhìn này trông đẹp dài hơn tí anh em ơi. Long tộc xem nào. Có vẻ là rồng rết các thứ này. Ủa, nhưng mà lại là nhân vật nữ anh em ạ. Wow. Cái gì đấy? Con rồng to vậy. Ui. Được nhỉ. Ở đây mình thấy 3 môn phái nữ, 2 môn phái nam. Ảo dã man con ngàn luôn anh em ơi. Đây giống style kiểu Ấn Độ nhỉ anh em nhỉ. Kiếm Địa Tăng này. Môn phái này thì ở đây thì mình chưa có thể xem trước được phần skill kỹ năng như thế nào. Nhưng mà trông có vẻ là ngầu lòi nên thôi mình chọn Địa Tăng luôn anh em nhé. Bởi vì là mình vẫn thích chơi những cái nhân vật nam hơn anh em ạ. Ây giời ơi, tạo nhân vật luôn. Xem như thế nào. Giao diện của anh đấm ra làm sao. Khá là mượt nha. Ok. Bắt đầu hành trình. Rồi để mình xem nào. Trong đây là có phần cài đặt. Cài đặt thì ở đây thì mình có thể điều chỉnh vào đồ họa, trang bị này. Bỏ qua luôn. Cài đặt mình sẽ cho sang chế độ HD một tí nhá. Tắt bỏ nhạc nền đi cho nó gọi là mượt hơn một chút này anh em này. Rồi ok. Thế là xong. Nhạc nền tắt đi này. Xã giao. Xã giao thì không vấn đề gì. À, chặn rung màn hình. Mình không thích nó rung màn hình nha. Cá nhân. Hệ thống. Số lượng người ở trên màn hình thì anh em hoàn toàn có thể giảm xuống cái mức gọi là thấp nhất để chúng ta có thể đỡ giật lag nha. Đấy, mượt hơn liền. Độ họa HD nhìn nó phải khác bọt hơn nhé. Trang bị luôn này. Cái lối chơi đây thì mình thấy là nhập vai thì vẫn phải là có follow những cái nhiệm vụ của bên này thôi. Ok. Múc mày luôn. Chắc chắn là sau này sẽ mở thêm một số tính năng kiểu như là sủng vật. Mấy tựa game này thường là như vậy anh em. Nếu như anh em nào mà đam mê thể loại kiếm hiệp rồi thì nhập vai. Nhưng mà cái này thì nếu như mà chúng ta mà có thời gian thì chơi nó mới ổn áp anh em ạ. Vì mình thấy là có nhiều hoạt động, nó sẽ chia làm khung giờ khác nhau. Và nếu như có tổ đội thì chúng ta mới làm nhiệm vụ nó mượt được. Thông thường trước đây khi mà mình chơi những cái thể loại game như thế này ấy, thì mình sẽ có một tổ đội khoảng 4-5 người. Thì sau khi mà anh em lập tổ đội rồi thì cứ 12 giờ ạ, 12 giờ 0 giờ sáng ấy, thì anh em sẽ vào là làm một loạt hết cả tổ đội đấy, kéo nhau đi làm hết tất cả những cái nhiệm vụ ở trong này thì nó sẽ hoàn thành một cách nhanh chóng mà nó được nhiều XP. À, level 40 thì mình có thể mở thêm một em tiên linh XP. Khá là tò mò, chưa biết nó là cái gì nha. Boss đây đúng không? Múc luôn. Ai à. Ui, skill đẹp phết. Được cái nhỉ. Ê à. Quăng ta làm ăn phết. Nhìn thế mà đánh được ghê ta. Cái gì đấy? Ô ô ô ô. Biến hình. Uầy. Ghê ấy. Đang cầm gậy nào mà biến hình phát lại ra nhiều kiếm vậy ta. Hơi ảo nha. Trang bị luôn. Đánh boss rơi trang bị. À đây rồi, tọa kỵ đây anh em ạ. Giai đoạn đầu thì mình sẽ có em cáo mới nhận được này.
Cái mày được cái chứ. Biến hình ra nào. Biến hình. con lừa. Tiếp tục. Cái gì đây? Tôm à? Cái này có gì? What? Con này được này anh em này. Rồng rết các thứ. Con này là con gì? Ô, máy bay à? Máy bay chuồn chuồn anh em ạ. Được cái là ngay từ đầu là chúng ta đã có cái khả năng auto nhận nhiệm vụ, thế là nó cũng đỡ hơn đấy. Thì con này nhìn trông kiểu high tech quá nhỉ. Xe cút kít à? Và gì đây? Wow. Vai. Khủng vậy. Trong này rất nhiều quả tọa kỵ các thứ. Phong cách kiểu cyber nhé. Cyber tức là tương lai robot các thứ ấy anh em. Rồi còn có gì ngầu nữa không? Ui ôi con tê giác này. Cái gì đây? Cái này thảm bay à? Chim. Chim cú. Rồi. Con này là con gì? Ui, con cá đuối à? À, cá voi hay cá gì ấy? Xem là con này màu đỏ đỏ, khả năng là xịn sò này anh em này. Ui, con này giống con cái gì nhỉ? Con bằng mã ở trong Harry Potter nhỉ anh em nhỉ? Rồi, ông cụ làm gì đây? Ui dồi ôi, cụ ơi. Khổ chưa? Dồn theo làm gì? Tiếp tục là khiêu chiến. À, có khi là nhận được con này đấy. Đúng không? Level 40 là nhận được cái con tiên linh XP gì mà nhìn giống anh em ạ. Ơ, level 100 là mình mở thêm cả tính năng linh sủng này anh em này. Có con pet đi theo nữa anh em ơi. Ờ, cũng khá là đầy đủ ấy nhỉ. Tầm bảo xem có cái gì không. Server mới. Tầm bảo thì mình sẽ mất ngọc anh em ạ. Ôi vai. Căng ấy. Nhưng mà mình sẽ có rất là nhiều trang bị đỏ anh em nhé. Tầm bảo một lần. Trời ơi, ra đúng cái viên ngọc cùi ạ. Kho tầm bảo. Rút nhanh luôn. Rồi để mình check thử xem đăng nhập có quà. Quà gì ta? Đây là cái gì đây? Báo danh nhận quà luôn. À, ngày 1 là có một cái gì đây? Thất tinh long uyên kiếm. Được nhỉ. Dùng ngay. Ô, ngày mai mới có anh em ạ. Ngày hôm nay thì không có, chỉ có bao nhiêu thôi. Ngày mai thì mới có cái này. Hào hức đấy. Ui. Wow. Thiện ác âm dương trượng luôn này. Ủa, sao ngày nào cũng có phần quà xịn mà không phải ngày đầu tiên vậy? Bắt đầu từ ngày thứ hai trở đi, ngày nào quà cũng chất vãi trưởng luôn. Những tội ngày đầu thì quà như hạch anh em ạ. Cay thế nhở. Ngày 10 là có cái gì đây? À, ngày 10 là có ngọc khóa. Hợp lý luôn. Uầy, đăng nhập 21 ngày đều có quà luôn anh em ạ. Căng ấy. Tiếp tục là nhận thưởng. Quà lên cấp. Lực chiến có tăng lên. Ngoại hình thì không thấy thay đổi. Ai, phải lên bậc tiếp theo. Nhìn em này trông tím lịm điện sim này anh em này. Kiếm cho các thứ là có hào quang xung quanh luôn. Hết nha. Đấy, chỉ có hai bậc ấy thôi. Rồi, ok này. Đến level 110 thì được cái gì đấy? À, sẽ mở ra thêm một số những cái phụ bản XP này. Wow. Được đấy anh em ạ. Phúc lợi siêu cấp, thử coi có cái gì hot hơn không. Số lượt mua là 158 ngọc. Toàn dân đua cấp, nhận luôn. Có thêm 50 ngọc khóa nữa rồi anh em ơi. Nhận luôn. Dùng ngay. Wow. 60 ngọc được 5 viên này. 60 ngọc khóa. Nêm ta. Từ từ đó. Để mình xem là cái gói lợi đầu tiên này. Thưởng online. Nhận luôn này. 15 phút nữa là mình sẽ có thể nhận được thêm ngọc khóa. Ồ, được đấy. Tức là chỉ online mới làm nhiệm vụ thôi là cũng có thêm kha khá ngọc khóa đấy. Quà cấp. Đăng nhập. Ô, chết rồi. Nãy cái mua không đồng luôn nhỉ. Đây. 488 ngọc khóa này. Hiện tại là mình mới có 430 cái ngọc khóa anh em ạ. Chưa đủ 488. Để làm nhiệm vụ sau một lúc nữa khả năng là đủ thôi. Ok, thì anh em thấy tựa game mới này như thế nào để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá.
Chúc anh em chơi game vui vẻ. Video này của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.